Nó mai nó rất là nhiều cái ý nghĩa, mình có thể cứu vài chục triệu người Việt của mình, cái lực cộng lại ngày mai sẽ đầy đủ hết tất cả chư vị quy tụ về núi này. Những vị thầy lớn lỗi lạc nhất cũng không có ai mà dám làm mấy cái này. Cái này gọi là tế trời của mình. Từ xưa tới nay trong lịch sử nhân loại, không tin đi hết mấy chùa hỏi, chỉ mình sư phụ mới làm ba lần, lần này lần thứ ba. Lần thứ nhất là không có bông nguyên tử, sư phụ nói rồi bảo đảm có bông tử. Lần thứ hai là cho thằng Ukraine, lần thứ ba là hiện giờ là cho nước Việt, cho chiến tranh qua mau và đồng thời cho nước Việt bớt cái tan tóc và sớm thay đổi thể chế để sáo chịp chim hiền về, phải không? Chắp cánh bay về chắc chắn sẽ về, sáu triệu mà mình ngồi đây chỉ là một cái ổ nhỏ thôi, ngoài kia là quá trời luôn á. Chim mén bay về mùa xuân. Đời tử là có nón đã tha màu xanh là mùi em. Cái nước Việt có cực kỳ đại phước của chúng ta ngồi đây cực, có sư phụ hạ phàm ngồi đây mang sát người, mang tiếng Việt. Nãy đầu clip có nhiều đứa, nhiều đại tử chưa nghe đó, là hiện giờ song song những ngoài hành tinh kia cũng có chiếc thân như phụ ngoài đó. Ở đây là chỉ là 1 hay 2% chiếc thân ngoài đây thôi, giống như một giọt máu của thiên nhãn ngồi đây thôi là nó thành cả cái hành hài này rồi. Thì hồi nãy có nói cái hành tinh đỏ mà cái người khoảng như 30-40 feet phải không, nó khoảng có 50-60 tỷ người ở bên đó. Mà họ sư phụ không có lập đạo được bên đó, tại người bên đó nó dữ lắm, thì sư phụ không có là truyền cái đạo qua được. Những cái hành tinh này nó có khổ nhưng mà bỏ được cái đạo ở đây, thì sư phụ đang mang thân người ở bển, mà người ở bển nó giống như người thằn lằn vậy đó. Sư phụ cũng phải mang người thằn lằn, còn cái mặt này là thấy đã rồi phải không? Tại vì cái thời tiết của đó con phải mang người thằn lằn nó mới không có bị nám, không có bị xỉn. Rồi cái tướng người phải bự, là tự nhiên cái hành tinh nó quá bự. Mà người lúc đó, người bên đó nó hung dữ lắm, đụng chút là họ punch, họ đánh lộn vậy đó. Thì cho nên cái da phải dày như da cá sấu vậy, nó không có bị đi nhà thương nhiều. Họ cũng sinh hoạt như mình vậy đó. Hiện giờ là đang có một cái nơi đó, sư phụ cũng đang sinh hoạt ở đó, không phải một mình mà ngồi đây đâu. Bởi vì khi con hiểu được nhiều thứ trong sư phụ á, này nó rất là vô thường, 100 năm của chúng ta, và đồng thời á, chúng ta ngồi đây như người đây á, rất là có phước. Đâu cả chục nghìn năm sư phụ mới quay về trái đất một lần, chưa chắc quay nữa, về trời chưa chắc gặp nghe. Đứa nào mà chịu giữ giới 12 thì còn quả mai còn gặp, còn không chịu mà giữ giới 12 là thôi thì khó gặp lắm á. Một cái hành tinh không có lập đạo được, nó cũng giống như một quốc gia của trái đất mình hiện giờ là có những quốc gia mình không thể lập đạo được. Bây giờ mình đem cái đạo thiên tâm, mình đừng nói đi xa qua Mễ thôi, con nghĩ lập được không? Đâu hiểu đâu, dầu sư phụ nói tiếng Mễ luôn á, đừng nói làm chi qua bên Africa còn khó nữa. Ngày xưa sư phụ ở bên Ấn Độ, lập đạo bên Ấn Độ, đi qua Do Thái, đi đủ nước. Hôm nay trở về nước Việt, tại vì Phật về Nam,
trong kinh Đức Thầy có nói thì sư phụ cũng phải mang thân hình người Việt Nam, nhưng mà có một cái điều á, tất cả con không có nghiên cứu kỹ tại sao dù không có mà sanh ra ở Hà Nội hay là ở ngoài Bắc thì đi, tại sao sanh miền Nam nó tiếng Nam, sao Đức Thầy của mình không sanh ra ở ngoài Bắc mà Trung đi, tại sao cái đền Hòa Hảo lại nằm miền Nam, đúng không? Con nghĩ An Giang là miền Nam xong ngồi nó vậy, cái gì cũng Nam hết trơn à. Rồi tại sao không tại sao dân Nam lại khổ phải đi lao động khắp thế giới, tại nghèo mới biết Phật. Còn cái núi Cấm An Giang á là vì họ phạm thượng quá, họ lên đó họ làm đủ hết ô uế, cho nên mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát, mấy chư Thánh Thần ở đó mới bỏ đi. Bỏ đi thì dân nó nghèo, mấy gì nói mà dân An Giang khó giàu lắm, miền Tây. Cho nên là lao động hay là đi sanh dùm ở bên Đài Loan cũng bị phủ phàng, cũng bị đuổi về, là toàn miền Nam không à. Rồi cái bữa có cái clip của một người nào ở đâu á, nói dân ngoài Bắc mà lấy dân Nam á, mấy cô gái Nam á, 10 thằng là bị bỏ hết 10. Bỏ cũng đúng, gái Nam bé trung tình nhất, tự vì cái tánh thì nhưng khó hợp, dùng miền á nó cũng quan trọng nữa. Nhưng mà đâu phải là cái clip đó bỏ lên là quơ đũa cả nắm, nó sai. Còn miền Nam nghèo thì phải đi lao động, miền Bắc á, thì có sân trước sân sau, có thế lực, có tiền hơn, thì có lao động, cũng lao động qua bên Âu Châu hay là Đông Âu rồi này nọ, phải không? Chung là nước Việt đều là con rồng cháu tiên, cũng là người Việt. Nhưng mà ở cái thời đại này nè, nó cực kỳ chia rẽ. Người nào có thế lực nhiều, người đó có miệng rộng nhiều là họ nghĩ họ đúng, nhưng mà hoàn toàn là sai. Chức trưởng rồi cứ nghĩ là sau này đến đường cùng á, tức nghĩa là coi như làm sai á thì chia lại vị tiến 17 hiện giờ có nhiều đại đòi làm vậy á. Thôi nay trả lại miền Nam vị tiến 17 lợi, rồi Bắc á thì theo Trung Cộng, Nam theo Mỹ, cái đó lại càng sai. Thời đại này mà còn đánh nhau nữa làm sao gọi là thời vàng kim, đúng không? Có nhiều đó cũng không có hiểu. Mà muốn mà thuận hòa Bắc Trung Nam á thì chỉ có trên đang sắp xếp. Thì Sấm Cơ là cũng giống như là cuốn từ điển rồi, thì tới đâu rồi lật từ điển ra đi, dịch cái là đúng hay chốc. Tự họ không thì muốn lật từ điển, họ lật từ điển cho họ không có tên, họ không có đủ phước để tin. Thì năm loại mà trong đó sân trước sân sau nãy giờ mình nói đều là không có phước, đều là nghèo. Giàu tiền nhưng mà giàu tạm thời thôi, giàu cũng chưa chắc giàu. Ngày nào sáng sớm thức dậy á, cũng không biết ngày mai á, bắt chồng có gõ cửa nhà tôi không nữa. Cho nên họ sống trong tiền nhưng sống trong đống lửa, ngồi đống lửa. Còn chúng ta á, ngồi bóng cây mát khỏe re, đúng không? Bây giờ hiện giờ mỗi đứa đâu có bây giờ nghĩ cái tiệm của con đang hiện giờ có nhiều khách vô rồi, đúng không? Quên mấy em gà quên hết, đúng không? Kệ nó, có khách không có khách thì kệ nó, để cho nhỏ lại. À, lên đây là mình là có ông trời là vậy, đâu có nhầm nhò gì đâu. Nhưng mà cái đường về trời mới quan trọng á. Có nhiều đứa đóng cửa tiệm cả tuần qua đây ngồi chơi cho phụ còn vui nữa. Đi về trời quan trọng. Tại con thuộc dạng hộ pháp mà. Con là sa xí điểu, là loài chim cao quý ở trên trời, dưới phụng hoàng chút. Đó này. Tại bữa cho phụ bị dũa. Nói sao con không bị
ở đây mình trực tiếp lắm con, mình đang nói cho gì mấy vị xác mình hết. Thế điểu hồi xưa ăn thịt rồng, bữa nay ăn chay. Trong kinh Phật có nói á, kinh như kinh Hoa Nghiêm hay gì á, nó nói về là chim sẻ với điểu. Rồi bên kia thì hơi khó, kiểu buông hết. Còn bên này á, mình phải ra đời mình làm, mình phải nuôi con mình lớn lên để mình trả cái nợ, cái nghiệp của mình với nó. Rồi mình phải thành công thành tài để mình có cái chân đứng trong xã hội, không có phải thấp hèn, để mình có khả năng để mà thuyết phục những người đó tu theo kiểu mình, theo họ thiên, để đi về trời Phật. Còn nếu mà mình mà ăn tiền già tiền bệnh tối ngày rồi cứ vô chùa chỗ nào náo việc mình chạy theo, mình nói ai nghe. Cho nên trong chùa mấy bà Phật tử gây lộn tối ngày là vậy. Còn bên con chiên thì đi vô nhà thờ chủ nhật ăn mặc bảnh bao vô, rồi đứng làm dấu mấy cái, rồi cái nó đưa gỗ trước mặt mà không bỏ tiền vô, nó đứng và đưa gỗ hoài, đúng không? Phải bỏ 20 ít nhất, bỏ ít và bị la nữa. Mà thiên mình cái đó đều là cũng là đúng hết, chứ mình không có nói gì hết nha. Nhưng mà thiên nó có những cái hay cái khác hơn. Cái đời sống trước mắt phải thay đổi, phải vui tươi, mạnh khỏe. Mà cái mà quan trọng nhất là bao nhiêu cái nghiệp. Nghiệp ai cũng có bị nghiệp, nhất là người bên ông giáo bị nhiều lắm mà họ không biết. Họ phá thai, họ hung dữ, họ sát sanh, họ bị đau bệnh nhất đầy trong người là do những cái âm binh á, những cái trược á, nó bám vô người. Rồi nó làm cho đau khớp xương, rồi đau cổ, rồi đau lưng, đau bao tử, đau đủ thật. Đều là nghiệp không á. Bên Thiên Tâm vô với hụ thời gian, hụ bắt lại sanh hối thời gian, tự động mấy cái đó nó hết. Người tỉnh táo trở lại. Từ đó, đó mình mới hấp thụ được những cái mới. Còn bên bên Phật với bên thầy trong nhà thờ không có mấy cái đó. Ông giải nghiệp của ông không nổi, làm sao giải nghiệp dùm cho đệ tử. Ông đen thui nhưng mẩm cho mực thì làm gì mà ông có điển thanh để mà cho đệ tử có năng lượng. Ông là negative rồi thì điện âm rồi. Bóng đèn của ổng lu mờ thì làm sao ổng làm sáng được cái con đường đi để cho hàng đệ tử đi theo. Chỉ có cái là ổng buồn, ổng xuống cầu. Hôm mình ổng buồn, ổng kéo thêm vài triệu đệ tử đi chung với ổng thì có. Phần con đó, con nghĩ như thế này, đơn giản như thế này. Là khi cha mẹ ấn chứng đạo Thiên Tâm xuống cho giáo chủ đời thứ nhất, thì giáo chủ đời thứ nhất là về phần tâm linh, mà giáo chủ đời thứ hai là sư phụ, là thực thụ để mà truyền bá cái đạo đó đi. Thì con nghĩ sư phụ chính là Phật Di Lặc. Chứ không có từ chối mà cũng không có chấp nhận. Sư phụ chỉ là Di Lặc, là an cư lạc nghiệp được. Con thầy thụ con an cư lạc nghiệp là mạnh khỏe là đúng rồi. Chữ đó có thể giải thích như vậy. Còn bây giờ còn sớm để mà mình nói mấy cái này. Thầy nói rồi bố mày úp, cứ để nó úp đi. Lập sửa lật. Thì từ từ nó sẽ lật. Chứ còn mình lật sớm nó không có hay. Gà cũng vậy. Ngỗng cũng vậy. Trứng công hay trứng rồng thì cũng vậy, nó phải đến ngày đến giờ nó nở là nó nở. Mình không có để mình yếu kỳ mình gõ gõ nó cho nó nở sớm không có được.
mục đích chính, không phải là con đọc một đống kinh điển, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, Quan Nghiêm đủ hết rồi lên nói lưu lót về những danh từ Phật không, cũng với thời nay. Nhưng mà Phật tử nghe được thì cũng một số hiểu, mà có thực hành được bao nhiêu, rồi qua chừng một hai tuần sau họ cũng đâu trở về đó. Họ đã từng nghe thuyết giảng quá nhiều rồi. Hôm nay là thuyết giảng YouTube, con có thể một ngày con đi dự khóa tu khoảng một chục lần cũng được, mở thầy giảng nửa tiếng một cái YouTube, bấm mọi YouTube khác thì cũng là một giống như một khóa tu cũng gần như vậy. Nhưng mà học được bao nhiêu, kinh điển nó cứ xào tới xào lui như vậy, nó không có làm cho mình tăng trưởng trí tuệ. Mà cái quan trọng nhất là tha lực. Hội Thiên hôm nay có hội đồng chư Phật và Thiên Long Bát Bộ gia hộ giấu mình, ai đeo dấu này là thiền bát nhã. Nó đâu có thể nào có thêm một chiếc thiền bát nhã mà có Chúa Giê-xu lái trên đó mà con chiên đang chờ, cũng không có thể có một chiếc thiền bát nhã mà có Phật ngồi trên đó lái nữa. Vậy lần là ba chiếc thiền bát nhã. Chúng ta tu dở, chúng ta cần có một cái tha lực, đó là cái này nè. Đã mang Hội Thiên, đã mang này vô cổ, chúng ta phải có hiếu với cha mẹ và phải trân trọng cái dấu hiệu này của cha đã đặt xuống cho mình. Thì đồng thời mình có bổn phận, mình biết nó có cái màu nhiệm, cái hay của nó, mình phải độ những người xung quanh mình, đó là quan trọng, là cái chuyện của mình. Còn tất cả chúng ta tâm từ bi hiền từ cứ chạy theo này theo pháp hội nọ là vì chúng ta không biết mình thích ca sĩ nào, ca sĩ Nhật Từ hay là ca sĩ Pháp Hòa, ca sĩ này ca sĩ nọ, cũng như một ca sĩ vậy đó. Rồi cuối cùng chúng ta hãy chán nghe nhạc, thối tâm bồ đề khi chúng ta thấy một cái ca sĩ đó bị một cái scandal. Chứ không phải ca sĩ, tôi cũng không muốn đại tử là mê tín, nhưng chuyện nó thiệt là thiệt. Sư phụ là một người đặc biệt, trên 8 tỷ người, đó là 1 trên 8 tỷ khác thường hơn người là có. Còn sư phụ lập cái đạo thì là cũng tuân lệnh của tất cả chư Phật lập, chứ không phải tuân lệnh của một người nào đó. Nhưng mà ở mỗi cái thời đại, đến một năm, một ngày, một tháng, cái đạo và cái con người của chúng ta, đời sống cũng phải thay đổi, cách ăn mặc cũng thay đổi. Hồi xưa chúng ta mặc quần bó tấm, mặc quần rộng như kiểu hippie, thì cái đạo nó cũng sẽ thay đổi theo một cái thời gian văn minh. Người Công giáo hôm nay cũng phải cần có upgrade. Người ta nói đạo mình là đạo Công giáo cũng là đúng, người ta nói đạo mình đạo Phật cũng là đúng luôn, nó ở giữa. Nhưng Công giáo gọi là upgrade Công giáo. Còn nếu mà nói đạo Phật cũng là đúng, đạo Phật dễ giải hơn. Ai vô ăn chay nghe, ăn chay nghe con, có tiền cúng dường phóng sanh con, có nhiều đó, chưa về trấn áp tinh thần người ta vậy. Mà trong khi ngược lại ban đêm mấy ông thầy ăn mặn không. Rồi đến khi mà con phát hiện được á, con thối tâm bồ đề, hiểu không? Cho nên mình tùy duyên, cho nên đạo và thiên tâm của mình là thiên đạo, nó ở giữa, không khó mà không dễ, nhưng mà nó lại là hữu dụng cho những cái người Mỹ, người ngoại quốc, người Âu Châu. Sau này họ muốn học Phật ngồi thiền á, họ không có nghĩ là họ bị bỏ đạo của họ. Họ bước từ Công giáo sang thiên tâm, họ bước từ Hồi giáo bước lên thiên tâm cũng vẫn là thích hợp, là vẫn là God của họ. Họ không có phản với cái lòng tin độc nhất thần thượng đế của họ. Còn bên đạo Phật bước qua thiên tâm cũng không có phản. Mình đã học Phật, Phật là thầy mình. Hôm nay mình có cha mẹ mình, là mình phải về với một cái mái nhà là mình phải mừng. Cho nên sau này mà khi sư phụ về trời, đạo Phật sẽ hiểu ra như vậy, họ sẽ take one more step advance hơn người Công giáo. Người Công giáo là ô mừng quá, tôi cũng vẫn là thời cha tôi, thượng đế của tôi, nhưng mà tôi bước lên thêm một bước nữa. Hôm nay tôi được ngồi thiền, tôi được hiểu được bát chánh đạo, tứ diệu đế đồ, phải không? Tôi được những cái treatment của đạo Phật là bát ở dương mà chỉ bệnh, đúng không? Thì họ không có còn phải bức xúc khi vô nhà thờ chỉ ăn mặc chỉnh tề về nhà gây lộn xối xả, thăng tiến hôn nhân kiểu nào nữa, về cũng ly dị hết. Đạo Phật mình, thiên tâm của mình sẽ không có ly dị. Vợ chồng được thì là tiếp tục hàn gắn cùng nhau,
Hai là mình lại sám hối, tại trong đó có lại sám hối. Bên Công giáo hội sám hối à. Sám hối là cực kỳ quan trọng trong chúng ta, sản nghiệp. Thằng chồng nào nó dữ quá con cứ lại sám hối giết rồi con bỏ ra cái là ngọt ngay luôn á. Cô đang nói về là nhập vô thiên tâm. Còn bên đạo Phật họ nhập vô thiên tâm là gộp thêm cánh. Chúng ta hồi xưa giờ giống như nít đi lạc giữa đường phố chợ Sài Gòn. Hôm nay chúng ta vô thiên tâm là về cha mẹ. Chúng ta cũng vẫn học y chang kiểu đó. Giờ là cuốn kinh ra của mấy thầy trong đại thừa đọc. Nó chỉ khác hơn mình là thêm cha thêm mẹ, mẹ là phần kinh địa mẫu đúng không? Thì biết thêm cha thêm mẹ, biết thêm có thiên đình, biết thêm có những cái chuyện khác thì là tốt hơn thôi chứ đâu có gì đâu. Còn ngoài ra từ lúc mà lăng nghiêm mà xuống thập chú rồi tới còn bên thiên tâm mình thêm có một cái là thêm lại sám hối để mình khỏi phải tốn thời gian thêm một tuần khác ở chùa. Một tháng người ta lại sám hối có một lần, còn mình mỗi ngày mình lại sám hối mình mau sản nghiệp. Cho nên tại sao vô hộ nói trên mạng là đọc kinh thiên tâm mỗi một ngày bằng người ta đi chùa một năm, thiệt á, một năm. Mà trong khi mỗi một ngày mình còn ngồi đây vui vẻ gì là mình quý, mình trân trọng. Còn một năm không biết ngày mai bị Covid hay bị cái gì đi mất tiêu luôn á, là không có đủ cái lực để mà về trời, thì phải tái sanh làm người tiếp tục. Quan trọng lắm á, khi mỗi ngày mấy con đọc cái kinh thiên tâm. Tại vì chúng ta không biết ngày mai nghiệp bự á, nghiệp mà nghiệp tiền kiếp nó dễ đòi, cái một là đi đứt liền á. Còn ngày nào mình cũng lại sám hối chắc ăn là mình biết là mình có thê thảm, là cũng là xả nghiệp mà xả từ từ. Còn hơn là xả một cái một thôi là bức xô á. Là ba đạo khi họ thành nhập thành thiên tâm á đều là có lý do và có lợi ích cho hết. Họ sẽ nhập chứ nó không có resistance hay là khó khăn gì hết. Bây giờ thí dụ như kêu một người đạo Phật mà nói, nếu mà nói thằng này là đạo Công giáo sẽ thống nhất thế giới đi, bảo đảm đạo Phật người ta không thích, tại vì người ta thấy thấp hơn, ít hơn cái sự cuốn kinh với cái trình độ mình, nói xin lỗi, ít hơn là thấy không xong rồi, phải không? Còn kêu người Công giáo mà vô đạo Phật thấy không xong rồi, tôi đang thờ thượng đế của tôi mắc mớ gì, tôi phải thờ ông Phật. Ông Phật đâu phải là đấng xin cho tôi đấng phán xét, đấng toàn năng, đấng có quyền quy đâu. Thiên tâm mình là cha thiệt, cha có quyền quy á, đấng toàn năng cha xóa tội mình được. Thấy hiểu cái khác nhau chưa? Bên Hồi giáo thì con hiểu rồi đó, họ cũng gần giống như Công giáo, tại Công giáo, Hồi giáo do Thái giáo là từ ông Hermit, ông Moses phải không? Là ra là cùng một nguồn gốc đạo. Chỉ có một cái là họ hơi khác nhau, giống như kiểu Nam Tông rồi Bắc Tông rồi bây giờ thêm cái Thiền Tông rồi thêm Tịnh Độ Tông rồi giờ thêm cái Tông Tông gì nữa, Nhật Tông gì đại khái gì nữa không? Thì cũng cùng là Phật hết. Còn bên Công giáo thì họ là một nguồn gốc từ ông Moses hồi xưa, ông Hermit, ông Abraham. Rồi họ lập ra Công giáo, rồi họ lập ra Hồi giáo. Chúa Giêsu thật sự ra đời trước cái năm 2023, tức là 300 năm á, con có biết không? Sau này La Mã đó, nó mới đổi kinh sách lại, nó nói Chúa Giêsu sanh ngay ngày đó. Ai mà không vô đạo Công giáo là nó đi lấn chiếm người đó, nó giết người đó. Chứ những cái gì mà đó là toàn là vua của La Mã thời đó. Ủa, không có câu trả lời nhiều, không có hỏi đi, chúng đại thụ nói. Thật sự là con không phải vì mê tín mà nói sư phụ là Phật Di Lặc, mà con suy luận ra một số vấn đề. Ai nói suy luận như sao? Chẳng hạn như lấy một ví dụ như bên đạo Công giáo có một đoạn trong Bible là khi Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá với hai người ăn trộm, thì một người xin Chúa Giêsu cứu độ, thì Chúa nói liền: kể từ hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trên nước thiên đàng. Đó là vãng sanh phải không sư phụ? Thì sư phụ cũng có cái định lực mà vãng sanh một số
sư phụ đã từng nói, những người đã được sư phụ vãng sanh, thì con nghĩ là cái định lực của sư phụ không phải là thấp. Do đó con mới quả quyết rằng đây mới đúng là đích thực là Phật Di Lặc rồi. Ngọc Dư Kiện cũng không có thể nói lên hết. Còn chuyện mà dù nhắn sanh được thì đó là thiệt. Còn tất cả những gì Bồ Tát, những gì thần thôi, thần này chùa không biết nha, như Đức Thầy thì dư sức, Ngài cứu được ông Thiên Ánh hả, thì Ngài có thể đưa người về trời được, tại Ngài đã là Phật rồi. Cho nên cái này anh Thù nghĩ nó không có phải là đem đó vô mình nói được. Thù chỉ biết được là number two, thì mình thấy number two đi. Cái miếng nãy. Còn cái number one thì cho bố một bài up thì mình cứ gán chờ đi, con đừng có ngồi không đóng đó. Còn cái danh từ Phật Di Lặc, Phật Thích Ca này nọ đều là danh từ của thế gian. Chứ trên trời tất cả các vị đều bình đẳng giống nhau. Cũng giống như mình lập bàn thờ ở nhà, mình để vị nào ngồi trước cũng được. Thí dụ một đống Phật mà đó mà mình có bàn thờ nhỏ, thấy làm sao mà ở cái tầm nhìn của mình á, mình thấy được cái mặt của mọi vị tượng này nó khuất gì. Mấy vị không có chấp, chấp là cho chúng ta chấp, chứ không phải là mấy vị chấp. Còn cũng chỉ biết được là cha không phải lo cho riêng nước Việt hay lo chúng ta. Cha có thể xá tội hay là có thể làm rất là nhiều chuyện, nhưng mà cha còn lo cả nguyên một cái vũ trụ có 3.000 cái quả địa cầu ngoài kia, có 3.000 chúng sanh đang sống lặn hụp ở ngoài kia ha. Cha lo lớn lắm. Còn cái trái đất này, thử một người chỉ là một cái thầy pháp thư ém thôi, họ cũng có khả năng, họ biết họ làm là tự chúng ta. Khi ai mà làm ác thì người đó lãnh cái nghiệp ác ngược lại thôi à, chứ chẳng có ai xử phạt họ hết. Bởi vì khi mà mình mất đi á, cái lại sẽ thức nó sẽ bóng phóng lên trên cái màn hình á, những cái thiện những cái ác của mình làm một chút xíu không có mảy may, nó sẽ hiện lên rất là rõ. Giống như con bỏ con phim vô trong cái điện thoại nó hát lên vậy. Mình quên nhưng mà cái nghiệp nó không có quên mình, phải trả. Còn những gì mà tuân lệnh của cha bề trên xuống đây lập đạo đều là có một cái ý nghĩa của họ. Nhưng mà đến độ nào rồi phải chờ rồi bên lớn thôi. Tới ngày hôm nay là ngày tận cùng của phán xét, của cuối cùng của tất cả. Trước khi đó là có hàng mấy trăm năm đạo Cao Đài ra đời, rồi sau đó tới Vũ Sơn Kỳ Hương, rồi tới Hòa Hảo, tới Khất Sĩ, cuối cùng Thiên Tâm xuất hiện. Thì con thấy nó tình cờ hay là bà trên đã tính. Con có biết mấy thằng bầu xô nó cũng khôn, nó cho mấy thằng ca sĩ ca dở chứ, tụi Mỹ á, cho mấy thằng chọi football dở chọi trước đúng không? Còn cái thằng pro là ra cuối cùng không à? Còn we are là pro á, thiệt á. Mình mới giờ này mình xuất hiện. Hay là cái quả địa cầu này á, có ai ngờ Putin hôm nay á, muốn chiếm hoàn cầu, làm chứng minh chiếm hoàn cầu mà hôm nay hai nước này là thấp thành cái nồi dẻ rách. Thế mình cũng phải biết là mình phải hãnh diện với cái đạo thiên tâm của mình, đó là cha cho mình giờ chó, để mà sau này có những cái đạo cha đã lập trước, như đạo Cao Đài cha lập trước, để sau này họ support thiên tâm của mình cũng cùng. Rồi Đức Thầy là người đồng sáng lập cái đạo này với sư phụ. Đức Thầy sau này á, cũng có mấy chục triệu tín đồ ở miền Tây, thì khi Ngài xuất hiện một cái, có nghĩa tự nhiên mình có thêm mấy chục triệu tín đồ. Đây chỉ có một cao đồ thôi ngồi đó đúng không? Bây giờ mình sau này mình có mấy chục triệu cao đồ nữa. Con thấy vui không? Chỉ có cao đồ này là xung phong đi trước hơn tất cả cao đồ. Đây cao đồ ngày nằm đó đó, sẽ vào trong lịch sử á, tại ông lên hình bữa giờ nhiều rồi.
mấy ông cao đầu kia thì cứ nín nín im im, không có dám phê bình mà cũng chẳng có dám khen gì cho nó, tại họ bị chấp. Nhưng mà sau này cao đầu này nổi tiếng nè, khi Đức Thầy mới xuất hiện rồi, hey, cái này của ta lập mà, ta kêu đệ tử ta là Ngô Tuấn Kiệt nó lập, rồi con nghĩ như sao? Vừa cao đài vừa hòa hảo, chưa tính nữa cái ngày Bồ Tát mà Minh Đăng Quang á, ổng là sư phụ của ông thầy An Lạc Hạnh đúng không? Ổng lên ông nói chuyện với mấy vị trên này hoài à, ngày mai ông cũng có mặt đây nữa. Ông phải là Phật nghe Bồ Tát thôi. Một, trước khi một cái đại đạo ra đời thì nó sẽ có những cái đạo nhỏ nhỏ ra trước, để sau này nó sẽ cùng chí hướng, cùng đi với một cái, nó mới đẩy đi cái lực của thế gian bị chấp này. Không phải bình thường đâu, ở bề trên tính cho mình hàng nghìn năm. Đó là tại sao Thụ Linh trên mạng nói với trên đài, giờ cộng sản hay quốc gia hay là HO gì tính kiểu nào nữa, cái này cơ vận mà, đi hàng nghìn năm rồi. Ông Diệm, ông Thiệu gì không có đánh mà tự nhiên cũng phải thua, đó là cái nghiệp. Tới ngày hôm nay, Hồ Chí Minh 80 năm hết nhiệm kỳ, trả đất nước Việt Nam lại cho 6 triệu chim hiền, là phải ông phải trả thôi à. Ông không có cách nào, ông có đội màu sống gì, ông không có làm gì được hết. Chỉ mình đang ở đây á, là để mình nói để cho những cái đứa mà nó bị nhồi sọ, tại ông nội nó nhồi sọ rồi, ông nội nó nhồi xuống nó, nhồi xuống ba nó nhồi xuống nó, ông có hiểu không? Nó bị nhồi sọ ba đời cho nó khó hiểu, mà thôi phải gán khô cổ phải giải thích. Không có ai cãi được cơ vận hàng nghìn năm. Đi đến lúc nào phải xảy ra chuyện gì, bao nhiêu cái hột mụn gì đó, mặt mụn mặt nóng gì đó, cứ nổi ra. Hiện bây giờ là nổi đến độ mà bắt thưởng là bắt không có tài phải không, mà giờ cũng lên làm được chức chủ tịch. Đây không còn nhân tài nữa thì phải lựa đại đó, biết sao mà quốc gia con nghĩ thử, thiếu là nhân tài. Thì mới có câu chừng nào thằng ngốc làm vua, con nghĩ thử. Thì mấy vị nói những cái câu đó đó, mấy vị đã biết trước. Và nếu mà những người mà giỏi về chính trị ngồi phân tách đi, thế gian cạo chọc. Mà mấy tấm cơ của ngài chẳng trình đó, chứ có Đức Thầy đó, sau này những năm đâu có cho phổ biến lên đâu. Mà phổ biến họ cũng sửa chữ lại hết theo ý họ, nó không có original. Nhưng mấy con đọc cũng chẳng hiểu nữa. Nó không bao giờ nghĩ là tấm cơ là có thiệt. Nó nghĩ là nó giống như chuyện phong thần hay tay vô ký đồ gì thôi à. Mẫu ơi mẫu, anh mẫu ơi mẫu đâu rồi? Yêu mẫu đi về chuẩn bị đi chở về chuẩn bị về. Ủa, đi về.